trở về nhà sau 3 năm đi nước ngoài làm thuê. Người chồng tên là Vương Quân, nghe dân làng đồn vợ ngoại tình với bạn học cũ nên đã tức giận gây án, rồi nghĩ cách che giấu tội ác. Quá trình che giấu tội ác của Vương Quân như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2016, Vương Quân đến đồn cảnh sát huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây, trình báo vợ là Lưu Phàm, 30 tuổi, mất tích từ vài ngày trước. Theo Quân, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 3, Phàm nói sẽ về nhà bố mẹ đẻ ở cách đó 70 km, nhưng không thấy quay lại. Thế nhưng gia đình Phàm đã đi với Quân đến đồn cảnh sát và khẳng định cô không bỏ nhà đi, cho rằng việc này nhất định có nguyên nhân khác. Phàm đã kết hôn với Quân năm 21 tuổi, có 2 con. Để kiếm tiền cải thiện cuộc sống, Quân đã sang Nhật Bản làm việc 3 năm và mới về nước hơn 4 tháng. Quân nói vợ bỏ nhà đi có thể do hai người xảy ra tranh chấp vào đêm hôm trước. Khi rời nhà, Phàm đeo ba lô và túi sách, mang theo thẻ ngân hàng chứa tiền lương của chồng, điện thoại di động mới mua, vài nghìn nhân dân tệ tiền mặt và một số vật dụng khác. Phàm xinh đẹp và giao thiệp rộng, nên ngay khi cô biến mất, dân làng đồn đoán cô bỏ trốn cùng người khác. Trong khi đó, gia đình Phàm nghi ngờ lời khai của Quân, tin rằng cô không có khả năng bỏ nhà đi vì lúc này bố mới mất, tang lễ vừa hoàn thành cách đây 4 ngày. Phàm vốn là người hiếu thảo nên thường xuyên về nhà để thờ cúng. Về những món đồ mà Phàm mang theo như lời Quân nói, chị gái cô cũng đặt nghi vấn. Trước khi Quân về nước, Phàm sống cùng các chị em ở quê nhà Diên Xuyên, có đồ đạc cá nhân gì họ đều biết rõ. Sau khi Phàm biến mất, em gái đến phòng cô kiểm tra thì phát hiện đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm vẫn còn nguyên. Theo gia đình Phàm, Phàm rất chú trọng về ngoại hình. Ra ngoài nhất định phải trang điểm, nếu có ý định bỏ đi thì không thể không mang theo món mỹ phẩm nào. Dựa trên những phán đoán này, gia đình tin rằng Phàm không phải bỏ nhà đi như lời Quân nói hay bỏ trốn cùng người khác như lời đồn đoán. Họ lo lắng Phàm đã gặp bất trắc. Thế nhưng do không đủ bằng chứng để lập hồ sơ điều tra, cảnh sát chỉ coi đây là một vụ mất tích. Cảnh sát đã truy xuất hồ sơ cuộc gọi của Phàm trước và sau khi mất tích, phát hiện ngoài trò chuyện với các chị em, cô thường liên lạc với bạn cùng lớp cũ họ Phùng. Phùng cho biết làm nghề lái taxi, thường xuyên di chuyển giữa Diên Xuyên và Diên Trường nên Phàm mới liên lạc để quá giang về quê. Dữ liệu camera hành trình cho thấy vào ngày Phàm biến mất, Phùng có đến huyện Diên Trường nhưng chỉ dừng lại 10 phút rồi đón một hành khách trở lại Diên Xuyên, hai người không hề gặp nhau. Sau khi thẩm vấn dân làng, cảnh sát phát hiện điểm nghi vấn. Theo manh mối do Quân cung cấp, lẽ ra phải có người nhìn thấy Phàm ra ngoài lúc 8-9 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Nhưng tất cả đều nói không hề nhìn thấy cô ra khỏi nhà hay lên xe rời đi. Điện thoại di động Quân nói vợ mang theo đã bị tắt từ ngày 5 tháng 3, thẻ ngân hàng cũng không có dấu hiệu được sử dụng. Sau 10 ngày tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát đã lấy mẫu ADN từ các con của Phàm để đối chiếu với kho dữ liệu về người mất tích, nhưng cũng không tìm thấy thông tin gì. Lúc này, cảnh sát mới nảy sinh nghi ngờ vì thái độ hờ hững và chưa bao giờ chủ động quan tâm đến tiến triển điều tra của Quân. Mỗi khi cảnh sát chủ động liên hệ với anh ta, thì anh ta luôn lấy cớ mình đang định hôm sau đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình của vợ. Chị gái cho biết, Phàm tính tình nóng nảy, suy đoán Quân lỡ tay sát hại vợ trong lúc tranh chấp. Gia đình Quân cũng nhận xét hai vợ chồng không hòa hợp và thường xuyên xảy ra cãi vã. Điều tra người thân của Quân, cảnh sát phát hiện anh ta che giấu nhiều chi tiết khi trình báo vợ mất tích. Quân chỉ nói vợ chồng cãi vã vào đêm hôm trước và giấu nhẹm việc họ đánh nhau. Tối ngày 4 tháng 3, em trai Quân ngồi trong sân đến 22 giờ, nghe rõ tiếng vợ chồng anh xô xát nhưng không can thiệp. Đến khoảng 22 giờ 30, Quân bỗng gọi điện cho em hỏi các con ngủ chưa. Người em thấy kỳ lạ vì họ sống cùng nhà, không hiểu sao Quân không tự đi kiểm tra các con mà lại gọi điện hỏi mình. Khi báo cảnh sát và mất tích, Quân đã che giấu hai chuyện này. Ngày 5 tháng 3, Quân nói khi vợ đi khỏi nhà vẫn chưa thức dậy, nhưng dân làng cho biết nhìn thấy anh ta xuất hiện ở cửa nhà vào khoảng 5 giờ sáng. Cảnh sát coi Quân là nghi phạm số 1 trong vụ án, nhưng chỉ bí mật điều tra, tránh rút dây động rừng, đồng thời viện cớ thu hộ chiếu để phòng anh ta bỏ trốn. Một tháng sau khi Phàm biến mất, Quân đăng thông báo tìm người mất tích khắp huyện Diên Trường. Trong thông báo, Quân mô tả vợ khi đi mặc một bộ quần áo màu đen. Thế nhưng chị và em gái Phàm khẳng định cô không có quần áo đen vì đồ đều lấy từ cửa hàng thời trang của chị. Cảnh sát cũng phát hiện Quân chỉ dán thông báo ở Diên Trường, không mở rộng đến Diên Xuyên hoặc những nơi khác. Hành động đăng thông tin thông báo tìm người mất tích không những không giúp Quân xóa tan nghi ngờ mà càng khiến anh ta lộ sơ hở. Nghi ngờ rằng Phàm có thể bị hại, cảnh sát khám xét trên diện rộng ở Diên Trường.
Đến ngày 10 tháng 4 năm 2016, nhà chức trách tìm thấy một chiếc ba lô trên sông cách nhà quân 3 km, được xác định là của Phạm. Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy vài đầu mẩu thuốc lá trên bờ kè sông. Và qua so sánh ADN, đầu mẩu thuốc thuộc về Quân. Cảnh sát xác định Quân có liên quan đến việc Phạm mất tích, nhưng đã gặp khó khi thuyết phục anh ta thú tội. Quân luôn giữ thái độ bình tĩnh, không chủ động nói bất kỳ một điều gì. Để khiến Quân khai ra chân tướng, đội điều tra cử một cảnh sát hình sự kỳ cựu vào thẩm vấn. Sau nhiều giờ đấu tranh tâm lý, Quân khóc và thú nhận mình đã giết vợ. Anh ta cho biết phải làm bốc vác trong một xưởng đóng tàu ở Nhật Bản, lương hơn 200.000 nhân dân tệ. Công việc rất nặng nhọc nhưng vẫn phải nhịn ăn nhịn tiêu để dành tiền cho gia đình. Trước khi về nước, Quân mua một chiếc điện thoại di động đắt tiền làm quà cho vợ. Nhưng sau khi về nhà, anh ta nghe được dân làng bàn tán Phạm có quan hệ mập mờ với Phùng, người yêu cũ. Trong 3 năm Quân ra nước ngoài làm việc, số lần hai vợ chồng gọi điện cho nhau ngày càng ít và tình cảm cũng từ đó mà dần lạnh nhạt đi. Trước khi chồng về, Phạm đã đổi số điện thoại. Trong 4 tháng sau khi Quân về, Phạm từng 3 lần đề nghị ly hôn. Những hành động của Phạm khiến anh ta tin chắc rằng vợ đã có tình nhân. Tối ngày 4 tháng 3, mâu thuẫn âm ỉ giữa hai người bùng nổ. Theo lời của Quân, để ngăn Phạm đánh đập và sợ làm ầm ĩ khiến bố mẹ biết chuyện, anh ta lỡ tay bóp cổ vợ dẫn đến chết người. Khi Quân gọi cho em trai vào lúc 22 giờ 30 ngày 4 tháng 3, Phạm đã tắt thở. Anh ta gọi điện để thăm dò người nhà có phát hiện ra chuyện gì không. Sau khi chắc chắn không ai bị phát giác, sáng sớm hôm sau, Quân đã đợi đến khi đèn đường tắt hết, mới mang người vợ xấu số qua cửa sau, lên núi tẩm xăng đốt, rồi ném xuống khe núi. Nơi này vốn không có ai qua lại, nên dù có vài ngày trôi qua cũng không bị ai phát hiện ra sự việc. Đến ngày 7 tháng 3, Quân báo cảnh sát vợ mất tích để kéo dài thời gian. Anh ta nói con còn quá nhỏ, sợ ảnh hưởng không tốt, nên định đợi khi con út được 6 tuổi thì sẽ đi tự thú. Theo chỉ dẫn của Quân, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Phạm. Vào ngày 12 tháng 4, Quân bị bắt với cáo buộc cố ý giết người. Cảnh sát cho rằng sau khi gây án, Quân rất bình tĩnh che giấu tội ác, báo án giả và nhiều lần cố tình đánh lạc hướng điều tra nên không thể coi là giết người khi bị kích động hay lỡ tay giết người như lời khai từ trước đó. Sau cùng, Quân bị tuyên án tù chung thân. Đó là cái giá thật đắt phải trả sau những mâu thuẫn xích mích trong gia đình mà không tìm được lời giải đáp. Hơn nữa, những người trong cuộc không hề sáng suốt để giải quyết sự việc mà chọn cách mâu thuẫn xô xát, rồi dẫn đến những hậu quả đau lòng. Người chết, kẻ đi tù, chỉ còn lại những đứa con chính là nạn nhân của những bi kịch gia đình.